Các bạn cảm nhận chất âm này tiếng rất là ấm nữa. Cái lời vì nó dòng sử dụng là ba tiếng ba hát ok tuyệt vời luôn và nghe nhạc. Nhiều khi dòng này còn hay hơn cả dòng là full thông thường. Cô đơn giữa đường phố thật thuộc là vì tôi hôm nay cô đơn. Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người. Thành phố bé đến thế thôi mà tìm hoài không thấy chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình. Chiều đứng giữa ngã tư nhìn dòng xe tấp nập dừng lại bên quán chợ vắng thương người nào nhắm mắt chút thôi mặt trời đang không hắt nắng sắp tắt chẳng buông lời hình như chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu nhạc chính ngắn lên nghe xa xiết gây tiến hành test thêm một đoạn nhạc nữa và bác cùng cảm nhận chất âm nha. Thực sự luôn là một đôi loa này vừa kết hợp karaoke và nghe nhạc tuyệt vời. Các bác lưu ý đây là đôi loa bắt 30 nhá. Bắt 30 nhưng giá thành bác mua thì chỉ bằng đôi bắt 25 cỏ thôi. Và giá thành em đang bán đây thì cũng chỉ bằng một đôi loa các bác mua hàng nghĩa là một đôi loa hàng Trung Quốc loại 1 thôi mà bác sử dụng cho mình. Driver đến từ Đức các nhá, đôi loa đến từ Đức đó là 3G Audio F12. Rồi, tiến ra cho anh đoạn nhạc nữa nào. Từ xa tôi về em 24 giờ để tình thương này, trong không người không chẳng nghe rồi. Quen từng biển soi đường nhau chiều nghiêng nghiêng nắng đỏ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ. Từng cửa tâm tư là mất nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lần mất đưa ta đi về nguyên thủy mọi người mùa yêu như muốn ngỏ cùng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay. Vâng, em Hiếu Miro xin mến chào các bác nhá. Thì bác xem theo dõi kênh bác biết rồi, vừa hàng vừa vãn xong, cất kho xong thì hàng lại về, nghĩa là hàng đi và hàng lại về, cũng như là cái mẫu nào chưa hết thì lại cất kho. Thì báo cáo biết thì trong clip này thì tiện đây thì vì số lượng hàng về nhiều quá thì sẽ có một số mẫu sản phẩm em Minh mừng kênh em đặt nút bạc thì em sẽ xả thành ý luôn. Số lượng dưới dòng mới em xả thành ý này là rất là nhiều cho những người đam mê ngon bổ và rẻ không nhá. Thì trong clip này thì tiện đây thì em quay luôn cái hàng thanh lý, có nhà sản phẩm thanh lý rất nhiều nhưng mà tiện đây vừa trở về xong, vừa trở cửa hàng Quang Trung em với mình về này, vừa thâu khách hàng xong thì em bán thanh lý luôn cho anh em nhá. Thì trước khi thanh lý thì các bác cùng tham quan số lượng hàng về trong ngày hôm nay. Thì báo cáo biết hôm nay thì cũng rất muốn khoe đến thật các bác mà những cặp loa chất lượng cao mà giá thành rẻ ở phân khúc khoảng hơn 2 triệu, hơn 4 triệu, hơn 3 triệu các bác sử dụng cho mình driver toàn driver VIP thôi các bạn. Các bạn thấy này, thì trước mắt các bác đây là những cặp loa
Em về hàng này, những cặp loa 3G F12. Thì 3G đó chính là của B3 các bác nhá. Nghĩa là 3G và sẽ sản xuất trước và B3 sẽ sản xuất sau, nên là cùng công ty và đưa đến cặp loa đến từ đất nước Đức các bác nhá. 3G F12 các bác nhá. F12 Bass 30. Đối dòng này dùng driver của nó sẽ là gồm hai chung này, các bác thấy không ạ? Hai chung ạ, các bác thấy không ạ? Và hai chép các bác nhá. Đấy. Các bác cứ từ bình tĩnh, từ từ em sẽ phân tích và các bác sẽ cảm nhận trong clip ngày hôm nay các bác sẽ được những cái gì. Thì báo cáo biết thì từ lúc hàng về đây. Em zoom lại nhỏ thì đấy, mở quá nhỉ. Thì nó cho đèn vào đây cái nào. Nhìn đâu rõ ý đèn hôm nay kiểu xếp hai hàng là loa bên tối lắm. Đấy các bác nhìn nhá. Hàng nguyên chất bãi về em mình chưa dọn đâu. Nên khi em quay nó mộc thầy nhiều, bác bảo sao nó lại hàng thì nó bẩn thế này. Thì có cái thì mình nhập về nó hàng bãi mà. Bãi về đã. Để chưa tút tát thì cảm quay mộc luôn. Còn đối dòng này thì nó rất là bền, chỉ có là trong cái lô này về ấy, thì em sẽ thanh lý có những đôi nó như là chầy nhiều này. Để bán rẻ. Rẻ hơn nhá. Về các bác có thể dán lại vỏ, bỏ ra mất hơn 100.000 bác dán lại cái này. Còn hàng em bao zin bao xịn, thùng quách không bể, nó chỉ có chầy cái này thôi. Vẫn chuyển ba lét về nào, xếp vào nhau nó chầy các bạn này. Xếp vào nhau nó chầy, có những đôi đẹp hơn thì em bán giá đẹp hơn. Còn những đôi bị chầy của này thì em bán nó rẻ đi cho anh em chơi, các bác nhá. Chỉ đơn giản thế thôi, vì giá bằng đôi loa cỏ, nghĩa là giá bằng đôi loa gọi là siêu cỏ không bác ạ. Thì hôm nay em về loa 3G Bass 30 rồi là B3 HF102 nha. HF102 thì có nghĩa là 2 Bass 25 và 4 chép bác nhá, 2 chung và 2 chép. Còn 2 Bass 25 nha, cái này nó cứ như gọi là full kép này. Giá rất là hợp lý, bao giá rẻ nhất thị trường Việt Nam luôn. Rồi là B3 HF101 ạ. HF101 cái này thì em không thể xả được, mà bán giá hợp lý thôi. Anh em thích HF101 bán giá hợp lý nhá. Đây chưa dọn này. Hàng chưa dọn nhá các bác nhá. Đấy, để Eric về thêm này. Eric về lô này thì có hai đôi nó bị sắt cốt thì em bán, hai đôi bị thay côn, sửa côn thì em bán rẻ cho anh em. Chưa nhân giá nhưng rẻ lắm. Đấy, có hai đôi thôi. Hôm qua em nói đấy. Và ngoài ra thì là này. HZ thì đối dòng này nó sử dụng là màu đen nó M112. Đối dòng này thì nó sử dụng là driver của nó là gì? Là thùng màu trắng chưa dọn. Driver của con này nó là Bass nhá. Bass đối dòng này Bass từ 220 coi 100, chép từ 17 coi 75 các nhá. Con này thì nặng lắm, khủng khiếp, nặng kinh khủng luôn. Bề gãy lưng luôn. Nói chung là những cái dòng loa nặng này thì em chỉ ưu ái là chuyển gần thôi. Chuyển đi xa sợ nó gãy như là sợ nó vỡ ấy. Còn những dòng loa nó vừa phải thì có thể chuyển đi xa được. Còn dòng loa nặng quá ưu tiên ở gần, không bán xa, vì bán xa gửi đi qua bưu điện nó quăng quật kinh lắm. Nó vỡ mất vì con này tép, nó tép to. Tép mà to bác ơi, tép to từ 17 này. Còn bát từ 220 nào bác biết nó là như thế nào, khủng khiếp thế nào rồi. Và quay vào vấn đề ngày hôm nay. Thì như đầu video em đã có test cái bài nhạc, hai thể loại nhạc các bác cũng nghe rồi. Và em sẽ từ đầu tiên em sẽ quay vào đôi loa hàng thanh lý đây đã này các nhá. Thì em mới thâu đôi một quả súp GM tiến nhất cho anh căng lên này. Quả súp GM nhá. Đây quả súp hơi Bass 30. Bác nhìn thấy chưa? Đẹp lắm, con này đẹp như mới luôn. Đây hàng bãi xịn nhá, hàng bãi xịn. Bác chủ mới mua nhưng bác mới xây nhà. Bác ý chờ chuyển sang cái nhà mới không gian rộng hơn, bác sang đổi thêm quả súp 50. Chứ bác đổi quả này rất là tiếc luôn. Quả này nhá. Bass 30 nhưng từ 220 coi 100 các bác ạ. Từ 220 coi 100. Đáng sưu tầm không ạ? Em hỏi đáng sưu tầm không? Quá đáng sưu tầm. Anh em mua quả này nhá, giá 4 triệu. Em thâu anh chủ này. Giá 2.8 bác sử dụng cho mình quả súp Bass 30 nhá. Nó không khác gì súp 40 cả, từ 220 coi 100 mà. Mà nó gọn các bác nhá. Của GM đến từ thương hiệu của Mỹ các bác nhá. GM ông hoàng âm thanh, GM Audio các nhá. Giá 2.8 này. Và bên cạnh đây là quả cặp loa em thầu khách hàng, quả loa cặp loa này là sản xuất tại China. Nghe đây khoảng hàng xịn mà hàng loại 1 thôi. Hàng loại 1 DMX các bác nhá. Căng nó đâu? Thế đó. Vậy căng anh em mở con này đâu? Đây này. Căng con này thì chủ gửi cho em thì nó bị rung mất cái logo này. Về anh em, hoặc là em cho bác một cặp logo khác.
cho anh em một cặp logo khác về anh em dán nó vào. Như này em có cho bác một cặp logo khác bác dán nó vào, chứ cái logo DMX này không có, chỉ biết là người ta gửi cho em thì giúp mất một cái logo này này, em nói rõ này. Còn hàng thì đẹp không phải nghĩ rồi, hàng đẹp zin nhá, nghĩa là nó là hàng loại 1 nhưng nó đẹp zin các bác nhá. Đây khỏi hàng xịn mà là hàng loại 1 sản xuất China đúng nhá, thùng gỗ ván ép nhá bác nhá. Phân tần đây ạ, để bác nhìn phân tần này. Con này nó là LX12, thì con này em thấy anh em đang bán mới là giá khoảng 6,5 triệu. Con này 6,5 triệu. Con này từ là từ 19 coi 76, chép của nó chép từ 14 thôi nhá, 12 hoặc 14 gì đấy. Đấy, đây mấy cái nó rẻ lắm, có 2 bát 30 có 2,7 triệu thôi anh em ạ. Em thâu khách hàng là em thâu 2,5 triệu, trả lời 2,5 triệu em cộng 200 này để mai bọc xốp để nó rõ luôn, trả gì ngã. Nhưng anh về dần sau rồi nè, hàng bao zin nhá, hàng loại một bao, nhà hàng bao zin chưa sửa chữa gì nói rõ luôn, nhưng đây là hàng loại một chứ nó phải hàng xịn. Con này tua tem à, con này bị dán băng dính lên tua tem rồi về gửi về tua mang tem. Đấy con này vậy, quay cho bác màu đen đằng sau, bác check trên thị trường anh em bán đi, bán nhiều rồi ấy, nói là mình bán là tốt thôi. Nhà bác lưu ý nhá, cái hàng loại một ấy nó có nhiều kiểu hàng nguyên dòng, nó có những cái quan trọng là cái đơn này hàng Trung Quốc, vì là thùng gỗ ván ép này, và nó là sự bát từ gấu các nhá, bát gấu, tép gấu các bác ạ. Đấy, bát từ 19 đấy, chép từ 12. Đấy, cái chỗ vừa nãy nó bị rách là do thợ nhà em kiểu chở hàng về là dán cái băng dính về ra rách, rách mất cái tem của bác. Đây mấy LX12, cái quan trọng nó rẻ lắm, 2,7 triệu, bán bằng cái đôi loa cỏ và đầu nghèo về, các bác nghe đôi này cũng tuyệt vời các bạn. Tất nhiên là tiền là phải đấy, nhưng mà nghe đôi này cũng tuyệt vời, nó quá rẻ rồi. Các bác mua mới thì nó hơn 6 triệu thì thôi, mình các bác là chơi bời thì nghe đôi này cũng ok, rất là ngon các bạn. Và bên cạnh đây thì là đôi loa bãi xịn, đôi này thì anh chủ mua nhà em các bác nhá. Đôi này thì trước em bán là 6,5 triệu một đôi. Đôi loa gì nhỉ? SG nhá, đôi này đến thương hiệu của Mỹ nhá. Cái đôi này thì tiếng phê lắm, cái phễu của nó này, phễu nó dày các bạn. Chép của nó dùng củ chép của Vinci thôi nhá. SG ở đâu này? Đấy. Pick từ trắng nhá, còn sáng loáng nhau nhá. Đấy. Giá 4,8 triệu nhá, bán cho anh em 4,8 triệu. Đôi này hay hơn DMX này. Nhà hay hơn đôi DMX em xả cho bác là Eric cũng không ăn được đôi này đâu. Các bác săn đôi này tuyệt vời, chủ dùng thâu lại, giá hợp lý cho bác chơi. Zin nhá, bao zin bao ship. TSG. Căng nó đâu ạ? Rồi đặt cái này căng lên. Em đặt cái vào đây. Đặt nó vào. 4,8 triệu đôi này bác nhá. Đấy. Bao zin bao ship bao đẹp luôn, vì đây đôi người ta dùng rất là dữ. Thôi thì cứ dùng cân ạ. Xanh phía sau vậy. Bác check cho đôi này thị trường anh em bán nhiều ấy. Và nhà em bán ấy. Cái thùng cân này bác này. Nắm tay nắm sách phía sau tên là HK10. Đấy. Đôi này thị trường đang bán có chỗ bán là 6,5 triệu. Còn nhà em bán lúc khuyến mãi là 6 triệu, còn đâu là bình thường là bán 6,5 triệu các bạn. Đấy, thì anh em mua hoặc là người ta dùng rồi thì rẻ hơn được thêm một tí nữa. Rẻ hơn được khoảng 1,7-1,8 triệu một đôi. Bán 25 nhá. Rồi tiếp theo quay vào đây. Quay vào đây là đôi loa 3G, như bản thân đôi này là đẹp này. Đôi này đẹp này. Nghĩa là giá hàng đẹp nhá. Giá em bán 4,3 triệu nhá. Còn giá mà hàng nó bị chảy vỏ, chảy nhiều ấy. Nghĩa là có những đôi mà chảy một tí tí, chảy một hai vết xước nhỏ thì vẫn là đẹp đâu nhá. Còn những cái đôi mà chảy nhiều này này thì em bán cho anh em là 3,7 triệu, nghĩa là rẻ hơn được thêm 600. Là chảy như kiểu này. Chảy to này. Đấy, chuyển về chảy to này. Em bán rẻ là còn 3,7 triệu nhá. Bắt 30 bán 3,7 triệu, bác thấy kinh khủng không? Đôi này thị trường đang bán mức giá 6 triệu. Các bác gõ luôn trên YouTube. Gõ luôn trên YouTube giúp em. Gõ luôn trên YouTube nhá. Hàng đẹp này, các lưu này. Hàng đẹp nhá. Đây con này thì đẹp xuất sắc này. À đây cũng vứt đi là đẹp xuất sắc. Có thể nó có những một hai vết xước nhỏ, nhưng con này cũng thế này đẹp xuất sắc này. Cái vết xước nhỏ này không tính đâu nhá. Vì hàng về vận chuyển nó cái giấy dán nó đèn nhau. Quan trọng nó đẹp như này, em lau chùi sạch sẽ đi nó đẹp lắm. Chỉ có một cái vết xước nhỏ này không tính các bác nhá.
cái hàng đẹp là 4,3 triệu. Đấy, em đã bán rẻ thị trường là đến cả tiền triệu rồi. Đấy, thì là bán tri ân đến thẳng mình các bác, vì mấy khi đâu đặt kênh được đặt lúc nào bán rẻ cho anh em. Bác mua bát 30, các bác sử dụng cho mình cái gì ạ? Các bác mua ở đâu đôi loa bát 10 mà sử dụng này? Các bác mua đôi loa B3 hay 3G, 3G ở cái kia, cái đôi kia đã bán 5,5 triệu, 6 triệu kìa, rồi HF101 kìa, thì nó dùng driver này, gồm hai chép giống như này và hai chung như này. Đấy, nó dùng dụng y xì này. Nhưng đây là bát 30 bác nhá, đây là bát 30 các bạn, 3G auto tiến đặt lên. Hàng em bao zin bao xịn, những bao zin ở gân luôn. Vì sao tại sao bao zin được cả gân? Vì là cái gân này, gân của hàng xịn nó rất là dày, nó không bị mục được các bác nhá, không mục được đấy, rất khó mục luôn. Vì là bên ngoài gân nó gân mút nhưng mà nó tráng một cái lớp keo ở ngoài này, là lớp keo 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 để cho nó không khí cũng như là bụi nó đỡ vào, nó bị mục ấy, nên là cái này còn rất là dày, bao nhiêu còn tráng một lớp keo mỏng đấy, rất là dày. Hàng xịn thì bác nhìn vào đây này, đơn giản lắm. Đây nhìn. Em bật flash lên cho anh một tiếng, bật flash lên cho em. Đấy, hàng đẹp thì em bán là 4,3 triệu, hàng vỏ phải phẩy hàng vỏ phải phẩy thì em bán là giá là 3,7 triệu đó nhá, 3,7 triệu hàng vỏ phải phẩy. Còn hàng đẹp thì em bán 4,3 triệu, giá bèo lắm. Các bác cứ chơi những đôi có bùa có hơn 4 triệu và ghép thêm con đẩy Eric em còn hơn chục con này, nó không hai hơn 2 triệu, nào với đôi này là hơn 6 triệu, còn ba con mic nghe bộ dàn được có chục triệu mà chúng bát 30 thì khủng không. Nghe ghép con đẩy Eric này của em này 2,3 triệu này, đôi loa 4,3 triệu là đi là 6,6 triệu. 6,6 triệu các bác mua con vang tầm 1,5 triệu là bao nhiêu? 7,8 triệu mua luôn bộ mic không dây luôn, tầm 2,2 triệu, 10 triệu bộ dàn, kinh khủng không? Đây 3G đó nhá, nhìn dễ lắm các bạn. 3G 3V đấy, không nhấc cho anh con này, nhấc hẳn ra ngoài, nhấc ra ngoài, nhấc cho anh con này. Hôm nay trời nắng mệt quá các bạn, bắt thì mệt. Hôm nay mỏi hết cả người, hàng về bê mỏi hết cả người. Hôm nay không quay luôn hàng đâu, nhưng mà có ít hàng ngon bổ rẻ quay luôn cho các bác. Như con này đẹp này các bạn, đẹp xuất sắc. Em bốc hàng thì em thấy là mất khoảng độ 6-7 đôi phẩy, còn đâu là hàng đẹp hết. Hàng này đẹp, hàng đẹp không? Cái này nó bẩn nữa nhá, thì lấy lọ bóng xịt lên là hết đó nhá. Để quay nhìn vào phân tần uy tín không? Đấy, đôi loa siêu chất chưa các bác ơi? Dây vẫn bọc này, bông tươm đen nhá, bông lông chuột đen nhá, ốp cả hai đen, bông đen bên cạnh này với bông lông chuột này. Đấy, có phân tần chất đâu. Mà cái điều em ngạc nhiên là cái dòng này nó không bị cháy chung cháy chép các bạn, không cháy chung cháy chép, rất là buồn cười. Tại vì giờ nó sử dụng là phân tần của nó, phân tần xịn, nó có con điều áp của nó không đánh, không lo bị cháy chung cháy chép các nhá. Đây hai chép của 3G, chép từ kép bác nhá, chép từ kép này, dính đét nguyên phấn này. Đây ạ, đấy, đôi đẹp 4,3 triệu bác nhá, là em bán rẻ hơn thị trường cả bao nhiêu, có chỗ bán 6 triệu thì em bán rẻ thị trường đến gần 1,7 triệu. Bác bảo đôi loa cỏ bán giá bèo quá các bạn, bán em cộng ký công, bác cứ bắt ra 10 kiếm bao khuê bao hay, không hay trả lại em. Đôi loa này nhá, em bao cho bác dùng hay không hay trả lại em, vì em bán cái giá này ấy, rẻ quá rồi, các bác không lấy cũng được. Nhà các bác về cho anh em dùng thử luôn, không hay trả lại em, ok chưa, uy tín chưa, không hay trả lại em vì nó rẻ quá rồi. Nhưng các bác chịu em nữa thì vẫn chuyển là được, thế thôi. Đây bác 30 nhấc lên, một chung này, hai chung lớn nhá, mở cái chép của dòng này nhá bác này, chép của nó này phễu là phễu liền hết nhá, chung liền hết này, chung liền nữa nhá. Nó chính là cái con B3HF101 đấy các bác ạ. Nhưng cái quan trọng là cái bát con này bát 30 coi nhá. Quay cho bác nhìn rõ này, keo hồng này, thấy chưa, zin đét này đen. Đây quay vào đây, đây bác nhìn cái chữ khắc CNC nó này, đẹp đẹp mướt này, nó sắc nét chưa, em lau tay nhá, em bắt đầu lau tay nguyên phấn này, bác nhìn chưa, nó sắc nét không, sợ chi tiết không ạ. Đấy, quy đồ rốt nhá, keo hồng nhá, keo trong này bắt đầu càng để già nó càng hồng. Ok, đây phần bát 30 em review đấy ạ. Còn bát 25 thì em có đúng hai đôi lẻ, thì một đôi em bán là 2,5 triệu, một đôi em bán là 2 triệu.
Tại sao một đôi bán 2 triệu rưỡi, một đôi bán 2 triệu? Thì đây, tất cả zin hết. Tiền tiền xe cho anh, xe dồn vào. Đây, đây khoan đã, bỏ cái bát 50 ra, xe dồn vào, quay ù lốt. Các bác cứ bình tĩnh từ từ ạ. Đây, xe dồn này này, ra cho sáng. Kệ đấy, không ra đâu. Thì một đôi 2 triệu rưỡi, các bác cứ bình tĩnh rồi, chốt hàng đi khỏi vội. Một đôi 2 triệu rưỡi là đẹp, zin hết. Đôi 2 triệu cũng đẹp, đẹp, zin nhưng mà vì làm sao, đây. Cái đôi một đôi nó bị nghe cái gân chép này, cái rìa này thì bác nhà nó cái gân rìa này thì nó bị một cái gân này, này. Em nhấc lên cho anh nhìn, anh có nhìn chưa? Đấy, có nhìn chưa? Một cái gân, đấy. Nghe mất một đôi, đây, sức nhẹ tí này, một cái gân này. Nghĩa là cái mục gân này, các bác nhá, cái chép này mục gân em chia sẻ luôn, anh em thợ vào cái anh xem nhìn biết đúng không ạ? Cái mục gân này không phải đi thay, cũng không phải thay gân, cứ thế mà chơi. Tại vì sao? Vì chép của nó là chép liền khối. Ví dụ chép mà chép ở đây này, chép đây mà bác hở ấy, nhà ở đây nó bằng gông ấy, cái này cái tấm này nó bằng gông này, mà nó hở ấy, thì đánh nó sẽ bị phè phè. Còn đây chép liền khối, các bác kiểu có bị một cái ít gân này thì nó không làm sao cả, tiếng nó vẫn vậy. Quan trọng là hàng em bao xịn nhá. Một đôi thì là bị đây, nó kiểu đi này, gân nó rách ít đây, mục ít đây. Đấy, nên kiểu mục ít đấy, ít đấy, nhưng mà mất một đôi thì bán rẻ 2 triệu bạc, bác nhiều không? Hàng zin thì bác nhìn vào đây này. Em bán bằng cái đôi, gọi là bán bằng giã xác, bán cái đôi bát này không đã 2 triệu rồi, chứ nói là bán đôi thùng đẹp zin nhá. Đôi loa bát 25 này đẹp luôn đó nhá, không sứt mẻ gì đâu, nó chỉ bẩn thôi, tí em lau. Có sứt mẻ, em bảo sứt mẻ, chỉ có là nó đẹp thôi, chỉ có mỗi cái gân này. Nghe một đôi thì nó cái này, còn một đôi thì nó đẹp hết, nó không bị mục ít thì em bán đắt thêm mấy trăm, gọi mình cộng ít công các bạn. Con tần nhá. Đôi là bát 25 ạ. Là bát 25 nhá. Bát 25 là một bát hai chép. Gân thì không nói mục, dòng này gân không nói mục này. Gân bát không nói mục, dưỡng này cơ mà. Dày này cơ mà các anh em. Đấy. Cái bát này chính là bát của HF121. Khi mở cái bát này ra thì nó chính là bát HF110. Các bác mua đôi này, nó tương đương với đôi HF121 mở giá chỉ bằng một nửa. Đôi loa bát HF121 đây, cái bát này chính là HF121 đây em, đây các bác xem HF121 đấy ạ. B3 HF121 chính là cái bát vừa nãy, chính là bát này. Thì bác cứ mở ra xem, thì cái HF121 thì chỉ có là thêm hai chung thôi. Thì cái bát này, nghĩa là cái đôi loa này em bán có 2 triệu với 2 triệu rưỡi, thì đây đấy, nó chỉ là cái liên quan độ đẹp thôi, độ đẹp của cái chép thôi, thì nó chỉ kém đôi HF121 là hai cái chung này thôi. Còn đâu nó chính là HF121 thôi nhá. Đấy, nó sử dụng hai chép, mở chép này, chép lớn nhá, chép của 3G đâu. Thằng bao zin bao xịn nhá bác nhá. Quay mộc luôn. Để chép nó gần thì em bán rẻ cho anh em nhá. Còn gần gì này. 2 triệu đôi này nhá. Còn đôi mà đôi mà đẹp cả chép thì em bán là 2,5 triệu thì em có xin lại 500.000 đồng, vì bán giá này cũng rẻ lắm rồi. Bình thường bác mua hơn 2 triệu ấy, thì cậu xin lỗi các bác, các bác không mua những đôi chất lượng cao này đâu ạ. Các bác chỉ mua được những đôi loa tên lạng lạng thôi. Nhà cũng là hàng bãi nhưng chỉ tên lạng lạng thôi. Còn đụng đến dòng như 3G với 3 nó đắt lắm. Đem nhập được lô thì em bán rẻ luôn. Chào mừng kênh, là được nút bạc cũng như là sự tin tưởng của bác để nối đơn vị mua đô. Đấy, thì trong clip này em quay tưởng qua lô loa em về, quay đến tận các bác cũng như là quay review anh em có nhu cầu thì liên hệ đơn vị em nhé. Và xin ái chào tạm biệt các bác nhá.